Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Lan, 29 tuổi, Nguyễn Duy Phương Nam, 23 tuổi và Đinh Hùng Chương, 24 tuổi, cùng quê Tây Ninh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, các đối tượng đã tạo dựng một mạng lưới lừa đảo. Chúng thường xuyên đăng tin rao bán ngoại tệ như đô la Mỹ, đô la Singapore trên các nền tảng mạng xã hội và các hội nhóm trao đổi ngoại tệ. Với những lời quảng cáo hấp dẫn về tỷ giá ưu đãi và cam kết giao dịch an toàn, nhóm đối tượng đã thu hút sự chú ý của nhiều người có nhu cầu đổi ngoại tệ. Tuy nhiên, sau khi các nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và xóa liên lạc. Trong vòng 2 tháng, Trần Quốc Kỳ sinh năm 1977 cùng đồng bọn thực hiện 14 vụ trộm xe máy rồi đưa sang Campuchia tiêu thụ. Nhóm đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 12, quận Gò Vấp triệt phá bắt giữ. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 9 đến khi bị bắt, các nghi phạm đã thực hiện 14 vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức, quận Tân Bình, huyện Nhà Bè. Bằng nhóm phân chia nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên, hoạt động khép kín từ khâu trộm cắp đến tiêu thụ. Sau khi trộm được xe máy, nhóm này giao cho các đối tượng tiêu thụ chạy thẳng xe về địa bàn tỉnh Long An, Tây Ninh để bán sang Campuchia. Các đối tượng trong đường dây đều có tiền án tiền sự. Riêng Trần Quốc Kỳ ở tù 19 năm với 6 tội danh cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng gây tai nạn nghiêm trọng cho người tham gia giao thông xảy ra tại Hà Nội vào khoảng gần 1 giờ sáng ngày 3 tháng 11 vừa qua, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có ý kiến chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an thành phố Hà Nội tập trung lực lượng điều tra xác minh, khẩn trương xử lý nghiêm vụ việc nêu trên, đảm bảo đúng người, đúng tội, kể cả đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp luật, răn đe phòng ngừa chung. Phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân cung cấp sớm đưa ra xét xử vụ việc. Đồng thời, Công an thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm mọi hành vi tụ tập, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép tại Hà Nội. Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ để xử lý Vũ Quyết Thắng, sinh năm 1995, trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 5 tháng 11, tổ tuần tra đặc biệt 171 Công an tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 13 đoạn qua ngã tư cầu Ông Bố thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An. Thời điểm này, tổ tuần tra tiến hành kiểm tra và phát hiện đối tượng Vũ Quyết Thắng điều khiển xe mô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn nên đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm. Trong quá trình kiểm tra xe, Thắng bất ngờ dùng tay đấm vào vùng mặt của một đồng chí cảnh sát giao thông. Tổ tuần tra đã khống chế, bàn giao đối tượng cho Công an thành phố Thuận An xử lý theo quy định. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 7 tháng 11, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã thông tin chi tiết về quá trình gây án của Phạm Đức Bình, tức Bình Kiểm, 54 tuổi. Hiện 16 người có liên quan trong băng nhóm tội phạm do Bình Kiểm cầm đầu đã bị khởi tố bắt giam về 7 hành vi. Và Công an Lào cũng đã khởi tố 4 người. Thành công của ban chuyên án đó là đã thực hiện đúng phương châm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đó là phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, với tinh thần kiên quyết chặt đứt nguồn cung cấp vũ khí từ nước ngoài vào Việt Nam, không để vũ khí lọt vào tay tội phạm. Trước đó, vào tháng 4 năm 2024, Cục Cảnh sát Hình sự đã nắm được thông tin Phạm Đức Bình, tức Bình Kiểm, 54 tuổi, quê Quảng Ninh, ra tù. Ngay sau khi Bình ra tù, trinh sát phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự đã phát hiện thông tin Phạm Đức Bình có biểu hiện rủ rê, lôi kéo, tụ tập đàn em, móc nối với các bạn tù và đối tượng hình sự để hình thành băng nhóm. Bình đã bàn bạc với đồng bọn lên kế hoạch góp tiền, mua vũ khí quân dụng và tổ chức sự kiện mời một số người mẫu ca sĩ nổi tiếng tham gia, sau đó sẽ bắt cóc, sử dụng vũ khí đe dọa, cưỡng ép quan hệ tình dục và quay clip. Đây là chuyên án đối tượng do đối tượng lưu manh cộng cán thực hiện. Ngoài Phạm Đức Bình ra thì còn các cái đối tượng đàn em, đối tượng thân tín mà đối tượng rủ dê lôi kéo để thực hiện hành vi phạm tội.
thì cơ bản các đối tượng này đều là đối tượng nhiều tiền án tiền sự. Cũng có đối tượng là vừa thi hành án xong về hành vi giết người mới ra trại. Đấy, cũng là cái loại đối tượng mà lưu manh cộng cán ở các cái địa phương được Bình lôi kéo móc nối, rủ dê. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các đối tượng ở đây là tìm mua các loại vũ khí. Mà vũ khí đây các đồng chí biết rồi, trong báo cáo chúng tôi thì toàn bộ là vũ khí quân dụng. Đấy, đối tượng Bình này thì nếu lục lại lịch sử của nó thì quá trình phạm tội của nó, một là rất côn đồ hung hãn, thực hiện với kiểu dạng máu lạnh, không nói không rằng chỉ gây án. Đấy. Cái thứ hai là khi gây án thì thường mang theo vũ khí, hung khí, đấy là súng quân dụng. Theo tài liệu thu thập điều tra thì bản thân Phạm Đức Bình đã có ít nhất 3 lần sử dụng vũ khí để gây án trước đây. Tháng 9 năm 2024, Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng, các đơn vị thuộc Bộ Công an Lào đồng loạt phá án tại Việt Nam và Lào. Đến nay, ban chuyên án đã khởi tố vụ án về các hành vi chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, không tố giác tội phạm, tàng trữ trái phép chất ma túy và khởi tố 16 bị can. Tổng số tăng vật thu giữ tại Việt Nam và Lào gồm 3 súng AK, 8 khẩu súng ngắn quân dụng các loại, trên 1.400 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn, 5 áo giáp chống đạn, 0,455 gam ma túy và nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội. Thành công của chuyên án thể hiện sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an hai nước, sự phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa các lực lượng địa phương của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang vừa bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi lừa bán thiên thạch với số tiền 19 tỷ đồng. Và trước đó là vào khoảng 10 giờ ngày 5 tháng 11, lực lượng công an đã bắt quả tang các đối tượng Trần Anh Thiện trú tại tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Đức cùng trú tại thành phố Cần Thơ và Lê Thanh Phong trú tại tỉnh Kiên Giang đang viết giấy cam kết bán thiên thạch với số tiền 19 tỷ đồng với một người phụ nữ đến từ thành phố Hà Nội. Bước đầu các đối tượng khai nhận biết bị hại đang tìm mua thiên thạch nên đưa ra thông tin gian dối có thiên thạch cần bán. Và trong quá trình liên lạc tiếp xúc và viết cam kết với bị hại, cả Đức và Tâm đều sử dụng tên giả. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định tạm giữ hình sự Thiện, Tâm, Đức và Phong để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hạ Lăng, tỉnh Cao Bằng vừa hoàn thiện thủ tục và chuyển hồ sơ vụ việc một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 3 bánh heroin đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cao Bằng để điều tra theo thẩm quyền. Trước đó vào hồi 22 giờ 20 phút ngày 4 tháng 11, qua công tác nắm bắt tình hình tuần tra kiểm soát tại khu vực dốc Khâu Ren thuộc xóm Nam Lý, xã An Lạc, huyện Hạ Lăng, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác công an huyện Hạ Lăng đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lâm Văn Sơn, sinh năm 1985, trú tại xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 3 bánh heroin và các đồ vật tài liệu khác có liên quan. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc theo quy định. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam vừa tiến hành khởi tố và bắt giữ 3 đối tượng Lường Văn Luyên, trú tại tỉnh Sơn La, Nguyễn Đăng Tường và Phạm Văn Phàm cùng trú tại thành phố Hà Nội về hành vi buôn lậu. Trước đó vào ngày 25 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an thành phố Phủ Lý bắt quả tang Luyến và Tường đang cất giữ 6 thanh và 2 mảnh vàng có khối lượng 6.474,6 gram tại khu vực ga Phủ Lý thuộc địa phận phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý. Bước đầu Luyến và Tường khai nhận số vàng trên mua từ Campuchia, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam nhằm mục đích đưa cho Phàm để bán kiếm lời. Điều tra mở rộng, cơ quan công an tiến hành bắt giữ Phàm về hành vi buôn lậu. Tại cơ quan công an, Phàm khai nhận do thấy giá vàng tại Campuchia rẻ hơn Việt Nam nên đã rủ Luyến góp 570.000 đô la Mỹ để mua vàng bán kiếm lời, sau đó giao cho cháu của mình là Tường đi cùng với Luyến sang Campuchia mua số vàng trên và vận chuyển về Việt Nam. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.